Hôm nay tôi có một người comment trên kênh YouTube của tôi thì bạn ấy nói thế này: "Anh ơi, anh có thể vẽ quả táo được không? Và anh có thể dạy em được không?" Thì tôi quyết định làm video về vẽ quả táo. Bắt đầu thôi các bạn. Nói chung với các bạn đừng có dùng Google Image để các bạn vẽ quả táo nhá. Bởi vì những tấm ảnh đó nó không được tốt lắm, với lại nó không đẹp. Với lại tôi khuyên các bạn là các bạn nên dùng Pinterest để các bạn tìm ảnh rồi vẽ. À, quả táo này đẹp, tôi bắt đầu vẽ đây. Trước tiên, các bạn cần một tập giấy, một cây bút chì, một bộ sáp dầu và bông máy tay. Trước tiên rồi cầm cây bút chì, các bạn cứ phác giống như cái ảnh tôi tải từ Pinterest. Nói chung là các bạn phác sai thì cũng chả sao, nói chung là đừng có phác mạnh quá, bởi vì cái phần quan trọng nhất chính là các bạn đè màu lên bằng sáp dầu ấy. Các bạn phác theo đúng cái góc độ trong tấm ảnh là được, chứ không cần nhất thiết phải đúng thẳng 100%. Các bạn lấy bông ngoái tay ra rồi dùng. Bây giờ ấy các bạn, thì các bạn nhìn cái quả táo phần sáng tối đến nào thì các bạn tô như thế. Với lại cái bộ màu của tôi chỉ có 12 màu thôi, với lại tôi không đủ tiền để mua cái bộ 24 và 36 màu trở lên, bởi vì cái bộ này là bộ họa sĩ chuyên nghiệp mà giá của nó không phải là phải chăng đâu các bạn. Nhưng mà tôi chỉ muốn màu đỏ duy nhất. Cái thứ nhất đấy là các bạn bắt đầu tìm cái phần tối nhất, rồi sau đó mới đến phần sáng. Các bạn nhìn cái phần nào đỏ tối nhất thì các bạn lấy cái màu đỏ đó rồi các bạn tô. Rồi sau đó các bạn nhìn đến phần nào nó sáng sáng một tí thì các bạn cho tí màu vàng bên trên. Rồi sau đó nhìn đến phần nào giữa màu vàng và màu đỏ thì các bạn tô một chút màu cam. Còn cái chỗ bóng nhất là các bạn dùng màu trắng để các bạn tô cái bóng. Nói chung để vẽ được một cái núm ấy thì bên dưới đáy cái lỗ của cái quả táo đó là các bạn phải tô tối tối tí thì nó mới hiện được ra một cái núm. Nếu mà các bạn lĩnh hội được vẽ sáng tối thì các bạn có được cơ hội để các bạn vẽ được mọi thứ giống thật. Rồi sau đó các bạn lấy tăm bông ra để các bạn di di nó để cho nó mịn, màu nó có thể trộn được. Nói chung là các bạn dùng cái loại chất lượng họa sĩ ấy, là các bạn trộn nó rất là dễ. Và khi các bạn dùng cái loại chất lượng học sinh như cái màu sáp Pentel, công ty Pentel ấy, thì nó rất là khó trộn. Thế nên tôi khuyên các bạn mua đầu tư sang một cái loại màu sáp dầu họa sĩ để các bạn trộn rồi các bạn vẽ, chứ đây không phải là màu sáp trẻ con đâu. Nếu các bạn vẽ từ tối trước rồi sau đó đến sáng thì các bạn sẽ làm cho bức tranh của mình rõ ràng và dễ vẽ hơn nhiều. Lưu ý nha các bạn, khi các bạn sử dụng sáp dầu thì tranh nó sẽ không bao giờ khô đâu, bởi vì nó là sáp. Thế nên các bạn phải cẩn thận khi các bạn muốn cho ai xem bức tranh của bạn, hoặc là các bạn muốn giữ nó lâu. Có một cái giải pháp để các bạn bảo quản được bức tranh thì các bạn xịt vách mi thì tranh nó sẽ không bị dính. Bởi vì đương nhiên là sáp là nó không bao giờ khô, thì khi trộn với dầu thì nó có thể giữ được vĩnh viễn. Với lại nó không thể tẩy được khỏi tờ giấy như các loại màu khác đâu. Nó hoàn toàn rất là khó, khi các bạn đè một lớp rồi thì coi như các bạn mắc sai lầm luôn, các bạn phải vẽ từ đầu. Chung là sáp dầu đấy là nó rất là khó. Cái vấn đề thứ hai ấy là nếu mà ai có trẻ con ở nhà thì điều nó rất là khó, không nên cho mấy đứa trẻ con dùng chúng, bởi vì họ sẽ làm bẩn tường. Mà nếu mà màu đó mà dính vào tường thôi thì nó khó được cậy ra và phải sơn lại cơ, rồi coi như gia đình lại thiệt rất là nhiều tiền. Cái vấn đề thứ ba ấy chính là sáp dầu nó không phải là chì màu và bút sáp trẻ con, thế nên nó cũng không thể được tẩy rửa một cách dễ dàng. Các bạn không nên lợi dụng việc đè nhiều lớp màu, bởi vì sáp dầu vừa nãy tôi nói là không thể tẩy được, nên các bạn cho càng nhiều lớp màu ấy thì màu nó bị bền và khi trộn lại thì nó sẽ không đẹp. Và khi các bạn dùng cái tăm bông các bạn muốn trộn thì nó rất là khó, bởi vì cái lớp màu nó quá dày.
trong khi bắt đầu vẽ quả táo bằng sáp dầu ấy thì các bạn tô từng lớp một dần dần rồi các bạn phát triển nó lên. Chứ đã không tẩy được rồi thì các bạn phải tiếp tục thôi. Thì người ta nói là bắt đầu vẽ lần đầu thì nó bắt đầu rất là tự nhiên. Rồi có người đang góp ý kiến của mình là nó hơi xấu, rồi các bạn sửa thì nó càng xấu hơn. Nên tốt nhất là các bạn nên vẽ xong cái bức tranh đó đi, rồi đợi đến bức sau các bạn lại vẽ tiếp ấy các bạn. Chứ tôi đã thử lần đó rồi mà cuối cùng lại xấu hơn. Các bạn ơi, khi các bạn muốn vẽ được những cái viền đỏ và mấy cái đốm đỏ, đốm nâu trên cái quả táo ấy thì các bạn lấy cái tăm bông GG nhẹ nhẹ và chuyển thành một góc độ khác để các bạn vẽ thì nó sẽ tạo ra thành mấy cái đốm một cách tự nhiên. Nếu các bạn không muốn làm thế thì các bạn lấy bút sáp ra, các bạn vẽ từng viền một. Nhưng mà các bạn nhớ là tô nhẹ nhẹ thôi, chứ tô mạnh quá là coi như tranh vào đốm đi. Các bạn vẽ xong quả táo này thì các bạn nhìn thấy nó rất là chân thật và nó giống như một quả táo thật, bởi vì các bạn đã lĩnh hội được việc trộn màu và kiểu vẽ được sáng tối rồi. Thế nên các bạn sẽ cảm thấy sốc khi các bạn đạt tới cái level này, đạt tới cái cảnh giới này rồi. Và nếu các bạn không bao giờ nhận sai khi các bạn vẽ được quả táo này thì coi như cả cuộc đời các bạn sẽ không vẽ được quả táo đâu. Bởi vì nếu các bạn thất bại lần này thì các bạn vẫn còn nhiều cơ hội. Các bạn vẽ xấu bước này rồi đến bước thứ hai các bạn tìm ra được một cái cách để các bạn vẽ nó tốt hơn. Chứ các bạn cứ làm lại từ đầu mấy lần, xem đi xem lại cái video này đi để các bạn hiểu được tôi vẽ như thế nào, các bạn xem cái quy trình vẽ nó như thế nào, rồi các bạn sẽ tìm được ra cái giải pháp thật sự. Chứ người ta nói là cái điều quan trọng nhất khi các bạn mắc sai lầm chính là các bạn học từ nó. Nó như một cái bài kiểm tra, nếu ai bị điểm kém thì họ phải biết cách giải quyết được cho những bài kiểm tra tiếp theo, chứ các bạn không thể quay ngược lại thời gian để các bạn sửa nó lại đâu. Cái thứ hai ấy chính là cái sự đam mê của các bạn bỏ ra để các bạn vẽ cái quả táo này. Mà một quả táo thôi coi như đây một cái bài cơ bản, chứ nếu các bạn muốn đòi vẽ được cái thứ gì ngay bây giờ thì các bạn hơi ảo tưởng rồi đấy. Video đến đây là kết thúc và đây là quả táo của tôi. Hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Hưng nhé. Bye bye!